anh em, lại là em Thiện đây. Đầu tuần em Út lên chia sẻ cho anh em mình vài cây sưu tầm nha. Thì cuối tuần em đi làm show nên không có thời gian. Thì bây giờ hôm nay đầu tuần tranh thủ cho anh em. Hôm nay toàn là mặt hoa bình dân, có mặt hoa vít tầm trung để rẻ luôn anh em nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào chi tiết từ cây nha. Cây đầu tiên em Út muốn chia sẻ cho anh em đó là cây Bensoda chớp. Bensoda chớp này là gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân luôn mà còn zin hết, chưa khai thác em nào. Đó anh em coi, 6 thân, mỗi thân là 10 cm và trên 10 cm luôn anh em nha. Đó, cây rất là khỏe, ổn định anh em coi, bù rễ nè, thẩm chậu rồi. Thì chậu qua Bensoda chớp này là em Út chia sẻ cho anh em với giá là 290k bao ship cho anh em nha. 290k cầm một cái chậu Bensoda chớp bao ship cho anh em, cây rất là khỏe ổn định. Dòng Bensoda chớp á, nó tông nó là màu cam đỏ, bông rất là thơm. Đó, tuy nó không thơm bằng cây bên cam hay cây hàm hương nhưng mà trong lần lan thì nó là có hương thơm anh em. Rồi 290k thôi. Rồi chậu thứ hai muốn chia sẻ cho anh em đó là cây pin cánh bầu. Pin cánh bầu này thì có 1, 2, 3, 4, 5 năm thân anh em nha, cũng là xin luôn, chưa khai thác. Em đo sẽ đo cho anh em. Cái mầm tơ là khoảng tầm 10 cm hơn. Mấy mầm kia 10 cm. 10 cm. Rồi chậu pin cánh bầu này thì không xa lạ gì anh em rồi, đó một lòng dòng chớp 3 biên mà là 3 biên ở chớp bình dân. Giá nó thì rẻ thôi. Chậu này em chụp chia sẻ cho anh em với giá là 350k. Bao ship cho anh em luôn. 350k anh em nha. Đó, cây bình dân, hai cây bình dân. Rồi chậu thứ ba này là gọi là cây tầm trung. Thì bữa giờ là cái dòng cam này không biết sao mà anh em hỏi quá trời luôn anh em, rần rần luôn. Thì cái chậu này em Út tách được và trồng khoảng được một tuần rồi anh em coi, bộ rễ nè, đầu rễ xanh nó ra nè, rễ nè, rễ tơ. Thì chậu cam thuận, cam thuận này là mồm một mẹ một con, cây mẹ là to gần bằng ngón út luôn nè, bằng ngón út. Số đo là 10 cm, đang ly một cái mầm khoảng tầm 5 cm á ha, 5 cm. Thì cái chậu này thì em mới trồng một tuần thôi, cây cam thuận một dòng chớp hoa rất là đẹp. Nếu mà so với cam sọc nha thì em thấy cam thuận là nó đẹp hơn cây cam sọc nhiều, mà giá thì nó cũng vừa tầm thôi, nó không có cao và mắc hay bao nhiêu. Thì chậu cam thuận này là em muốn sẽ chia sẻ cho anh em với giá là 590k nha, 590k cho một cái chậu chớp cam thuận hoa rất là đẹp, thân thủ bao la bao phê luôn nè, nụ nè, anh em thấy không? Để rất là khỏe luôn. Rồi chậu thứ ba em muốn chia sẻ cho anh em đó là cây Buona Sapphire anh em nha. Buona Sapphire thì chậu này á thì cái hồ mà cái mầm nó mầm mắt gố nó lên, nó nhú lên sau nó bị sên cạp. Rồi em không để ý là cái mầm nó bị vàng, vàng thì mình sợ nó lây vô đầu, mình lấy dao lưỡi lam mình cắt bỏ đi và bôi anvi vô cho nó khô lại và đầu lên cái mầm, lên cái mầm rất là khỏe luôn. Thì chậu Sapphire này á là cây mẹ là khoảng tầm 13 cm, cây mẹ khoảng tầm 13 cm, đang lên một cái mầm rất là khỏe và lật khoảng tầm 3 cm và mắt bên đây vẫn còn xin luôn, ấm chậu rồi, ổn định rồi. Cây này thì em Út sẽ chia sẻ cho anh em với giá là 1.350k nha, 1.350k thôi, bao ship cho anh em. Ấm chậu ổn định rồi, cây rất là khỏe vô tư luôn, về là anh em sắp được một cái mầm này gần bằng cây mẹ luôn, tầm 2 tháng nữa là nó bằng cây mẹ là vô tư, cây nó khỏe nữa, chỉ có 1.350k thôi. Rồi chậu cuối cùng em muốn chia sẻ cho anh em đó là cái cây hóc môn nha. Hóc môn này thì gồm có cây bà nội, cây mẹ và một cái mầm. Cái mầm chợ này sưng lên rất là phê luôn anh em. Cái mầm khoảng tầm 3 cm, ú nù luôn. Mầm này mầm gốc nha, mầm gốc, mầm này gốc dưới cùng á. Bởi vì đây là cây mầm mắt chính nè, bên đây vẫn còn cây mắt chính bên đây nè. Đó, mà cái gốc này nè thì nó ra phía dưới nó tụt lên, cây mập rất là khỏe. Cây mẹ thì đã khai thác một hướng lâu rồi. Cây mầm này, thân này cũng đã khai thác một hướng. Thì chậu này muốn chia sẻ cho anh em với giá rẻ rẻ để anh em có giống sưu tầm.
đó là 750k, bao ship cho anh em luôn, 750k, cây đó là khỏe luôn. Ấm chậu, những cây ấm chậu này anh em nên sưu tầm, bởi vì cây làm cho cái mầm rất là khỏe. Cái mầm này đi nè, khoảng tầm 1 tháng nữa là bằng cây mẹ, đó là vô tư. Đó, em nhìn cái mầm cái lập nó lên nè, nó to cái thân, cái mầm cái gốc nó to, cái thân mẹ là ok rồi. Bên này vẫn còn mắc 750k. Rồi thì hôm nay đầu tuần em múc lên cho anh em mình sưu tầm gồm 5 cây. Anh em yêu thích chậu nào thì cứ nhắn tin qua Zalo hoặc gọi điện cho em. Anh em nha, anh em yêu thích kênh cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Chào tạm biệt anh em, chúc anh em một ngày mới vui vẻ.